Dạ dạ. Dạ. Anh hỏi thiệt nha, ở nhà em có hay kiếm chuyện với lại chú Đạt không? Không hề. Anh nói thiệt nha, sao anh thấy phụ nữ sao rắc rối khó hiểu khó chịu quá. Em thấy phụ nữ của tụi em rất là đơn giản. Ờ cô Thúy anh khó chịu lắm nha, hay kiếm chuyện em nha. Anh mới ngủ dậy ra là phải có chuyện liền. Lúc nào cũng than phiền là anh ơi, tại sao anh không có biết dẫn vợ con đi ăn sáng? Mà anh thì anh dậy từ 5 giờ rưỡi sáng, còn cô Thúy thì dậy lúc 10 giờ sáng. Làm sao mà anh đi ăn sáng chung được? Bởi vậy cái kiếm chuyện anh hoài à. Ủa em thấy đâu có gì đâu mà ăn không được anh. Anh chỉ cần nhịn tới 10 giờ sáng chị Thúy dậy thì mình ăn sáng thôi. À, phụ nữ khó chịu không? Không biết mấy đàn ông khác sao chứ anh bây giờ anh bó tay rồi đó. Anh muốn biết đúng không? À. Mình gặp gỡ liền luôn. Ủa hôm nay có hai cặp đôi, có hai người đàn ông dữ dằn lắm phải không? Dữ dằn dễ sợ lắm. Kinh nghiệm lắm đúng không? Và rất là yêu chiều phụ nữ. Ồ, vậy chờ gì nữa, gặp họ thôi. Xin được mời cặp đôi diễn viên Vũ Đằng, diễn viên Nguyên Juni. Và xin hân hoan chào đón cặp đôi Như Mây Trường Ân. Xin được chào mừng hai cặp đôi ngày hôm nay đã đến với chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. À, hai cặp đôi ngày hôm nay rất là trẻ trung, rất là xinh đẹp. Hôm nay thật sự mình nói là anh muốn gặp hai cặp đôi để học hỏi nhiều cái kinh nghiệm trong cái mối quan hệ tình cảm. Tại vì lúc nào anh Thịnh cũng nói là phụ nữ rất là khó chiều chuộng. Phụ nữ lúc nào cũng kiếm chuyện. Đó, ngày hôm nay hai khách mời đến đây có thể minh oan giùm phụ nữ chúng tôi không? À, trước khi vào cuộc thì bây giờ mình sẽ có một vài cái giây phút tự giới thiệu về bản thân mình ha. Dạ em chào anh Đức Thịnh, em chào chị Lâm Mỹ Dạ cùng toàn bộ khán giả của chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Em xin tự giới thiệu, em là Trường Ân và hiện tại em là ca sĩ. Dạ em xin chào anh Thịnh, em xin chào chị Lâm Mỹ Dạ và toàn thể quý khán giả đang xem chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Em là diễn viên Như Mây ạ. Cảm ơn các bạn, mời Vũ Đằng và Nguyên Juni. Dạ chào chị Dạ, chào anh Thịnh, chào quý vị khán giả đang xem chương trình Tâm Đầu Ý Hợp. Em là Vũ Đằng, hiện tại thì em đang là diễn viên. Dạ, em cũng là diễn viên, em tên là Nguyên Juni ạ. Tiếng nhỏ nhẹ hẳn đi là sao tao không hiểu luôn á. Mạnh dạn lên coi mấy anh. Hả, mạnh dạn lên, bây giờ hai bạn quen nhau như thế nào? Và quen nhau được bao nhiêu năm rồi? Dạ, tại vì cái tính của em nó hiền lành, nó nhỏ nhẹ từ xưa tới giờ. Từ xưa đến giờ phải không? Dạ. Đúng rồi, là... chứ đâu phải ai cũng ăn to, nói lớn, mạnh miệng như anh. Rồi quen nhau bao lâu rồi? Mối quan hệ của tụi em thì tính nay đã được 3 năm rồi. Dạ, hai đứa tình cờ là đi chung phim. Mới đầu cũng chưa có thích nhau đâu, nhưng mà từ từ có tình cảm. Còn hai bạn gặp nhau cũng trong công việc luôn hay sao? Dạ, em với người yêu của em quen nhau trong một trường hợp rất là đặc biệt. Tại vì trong một cái đêm mưa gió, trong một cái đêm đó thì em có hẹn với một người anh. Người anh đó thì cũng quen biết bạn Như Mây, cho nên là em chỉ vô tình đi gặp người anh đó thôi. Nhưng mà gặp Như Mây trong một buổi tiệc. Thì mới đầu gặp thì không có ấn tượng gì hết, nhưng mà khi mà sau đêm đó thì mình mới có tìm hiểu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào chương trình ha. Dạ. Chương trình Tâm Đầu Ý Hợp có 3 vòng thi. Mỗi vòng thi có 3 câu hỏi để đo độ tâm đầu ý hợp của các cặp đôi. Sau 3 vòng thi, cặp đôi nào có số trùng khớp cao hơn sẽ giành chiến thắng. Vòng 1 này sẽ là sân chơi dành cho hai chàng trai. Hai cô gái sẽ phải vào trong phòng chờ. Hai chàng trai đây sẽ trả lời 3 câu hỏi từ chương trình. Sau đó hai cô gái quay trở lại so sánh đáp án với bạn trai mình. Đáp án trùng khớp mang về cho đội mình 5 điểm. Bây giờ thì xin mời hai cô gái vào trong. Rồi, khỏe rồi. Khỏe đâu, nãy lúc đi vô còn chia tay bệnh rịnh quyến luyến lắm. Không, cái đó là cái chiêu thôi chị. Cái chiêu vô là khỏe, đúng như lời của anh Thịnh luôn đó. Đúng rồi. Ta người có kinh nghiệm, ta nói là cái gì cũng khỏe đúng. Khỏe lắm. Khỏe. Đi, khỏe lắm. Trời ơi. Thì ra phụ nữ của chúng em bao lâu nay đã bị lừa dối ư? Đáng mà, đáng bị. Ủa đáng hả anh Thịnh? Rồi, sau này mấy người hành tụi tôi dữ lắm.
có hành gì đâu. Có hành dữ lắm. Sau này thì tụi em biết. Dạ em thấy rồi. Đang là người yêu thôi đúng không? Dạ. Không, thời này cũng bị hành rồi anh ha. Bị hành rồi. Nhiều ạ. Tận hưởng cái giai đoạn này đi. Rồi thành vợ thành chồng khác ha. Dạ. Rồi giờ, bây giờ là thoải mái chưa? Dạ thoải mái. Bây giờ trao đổi một cách mạnh mẽ rồi đó. Rõ ràng rành mạch hơn đúng không? À là hồi nãy là dạ diễn vợ giờ là đàn ông nè. Trời ơi. Cho anh hỏi đằng cái nè. Dạ. Bạn gái mình á là có cái điểm gì mà em thấy là rất là thu hút đàn ông? Chắc đẹp á. Đẹp đúng không? Đẹp, dễ thương nè. Ngoại hình đúng không? Dạ. Giọng hát nữa, hát hay lắm. Đúng rồi anh Thịnh, hát hay lắm. Nhưng mà đàn này đàn ông nè, nói đúng là đàn ông chú ý trước là con mắt mà nhìn ngoại hình trước, giọng hát sao đúng không? Dạ. Thế còn em? Dạ, cái lúc đầu em gặp bạn gái em á thì em cũng không có ấn tượng gì lắm. À. Tại vì em chỉ nghĩ đó là một người chị trong nghề thôi. À, chị trong nghề thôi. Nhưng mà sau này khi mà tiếp xúc với bạn thì em thật thấy... sự là một người chị. Thật sự là một người chị, nhưng mà cái tấm lòng, cái vẻ đẹp bên trong á thì mình vẻ đẹp bên trong đúng không? Mình mới match được với nhau. Rồi hai đứa nhìn chị dạ coi. Coi có điểm đặc biệt nào mà chị dạ thu hút đàn ông nè. Có hình bóng người mẹ trong đó. Không dám nói đi chứ. Nói đi cưng. Đẹp. Đẹp. Ủa sao đẹp mà quay chỗ khác vậy? Chị dạ đẹp. Sao kỳ vậy? À, nhìn chị dạ thì em cũng thấy hình bóng người chị trên đây. Chị thì lên tới tủ hàng mẹ rồi. Vài trăm nữa là lên bà nội rồi. Thôi đi vào câu hỏi số 1 nha. Mời Lâm Vĩ Dạ. Trước nhiều vệ tinh xung quanh người yêu, bạn làm gì để khẳng định chủ quyền? Dạ theo em thì nếu mà xung quanh người yêu mình có quá nhiều vệ tinh đó, nếu mình có mặt ở đó nha, thì mình sẽ dành cái sự quan tâm đặc biệt dành cho người yêu mình để mình đánh dấu chủ quyền. Cụ thể quan tâm đặc biệt như thế nào? Là lấy nước cho người yêu uống, hoặc là mình... Cái đó người ta tưởng là mình trợ lý. Phải làm cái gì đó mà chỉ có đặc biệt lắm thì mình lâu lâu, là... lâu lâu hung cái. Hung một cái, đó. Đó vậy. Đúng không? Thì lâu lâu em cũng là... thể hiện là hôn người yêu một cái. Hôn người yêu một cái để khẳng định đây là của tôi. Dạ. Dễ tin á hả? Dễ tin là không có xuất hiện trước mặt em. Nhưng mà em biết, cho nên là hả, cứ im lặng và nói chuyện với bạn em vậy đó. Nói những lời yêu thương. Mình đôn cái tình cảm của mình lên là chứng tỏ là mình là cụ thể là cái gì? Chốt lại cụ thể. Ngay là... tại thời điểm đó, ngay tại cụ lúc thể đó. Là cái gì? Ví dụ như bạn này là sẽ có một cử chỉ như là hôn, còn em thì em có lời nói hay cử chỉ gì? Hành động gì? Thì em ôm người yêu em nói ôm vai rồi. Đúng không? Dạ chốt đáp án là ôm. Ôm rồi. Ôm phải không? Còn anh sao? Còn anh làm gì? Anh hả? Anh nhớ là rà coi trước anh làm anh đã gì? Từng làm gì? Anh im lặng. Ủa? Anh im lặng tự anh cũng muốn thử thách một chút. Anh tò mò là liệu là bạn gái mình có lung lay hay không. Tại đó là một cái trải nghiệm mà cũng đáng giá. Tức là mình xem là cái đo độ tình cảm của ấy dành cho mình nhiều không. Xem là xong suốt buổi đi đường về có một cái lời nào nhắc tới cái anh chàng kia không. Thường thường mà phụ nữ thích á, họ sẽ không giấu được qua cái giọng nói, qua cái lời nói. Một chút gì đó họ thích là họ sẽ đá vào một chút gì đó. Hồi nãy ảnh nói cái câu gì đó anh, là xong rồi đó, là có cảm tình rồi, là đã ghi dấu ấn rồi đó. Nhưng mà phải cẩn thận. Đó là cơ hội mình kiểm tra tí xíu thôi. Bây giờ câu hỏi số 2, mời Lâm Vĩ Dạ. Câu hỏi số 2, khi say cô ấy có hành động đáng yêu nào mà bạn thích? Bình thường người yêu em á là đã năng động rồi, đã thích là ngoại giao, đi ngoại giao rất là nhiều. Khi mà uống say vô là cô ấy cái như đàn ông luôn. Cũng như đàn như ông một nữa. Người đàn ông. Là đàn ông hơn nữa. Là chén chú chén anh luôn. Chén chú chén anh. Nhưng mà song song với đó là khi về nhà với em thì rất là dịu dàng. Như là con mèo ngoan vậy. Dạ em chú đáp án là nhõng nhẽo. Nhõng nhẽo rồi. Thế còn em, khi bạn gái em có chút uống này nọ rồi các kiểu rồi thì sao? Không có say. Hai đứa chưa bao giờ uống bia uống rượu mà say. Vậy thì nói không có cái gì đó. Rồi làm đồ dữ lắm phải không? Dạ không uống luôn. À không uống luôn. Dạ không có. À, không có. Dạ không có. Thì đáp án là không có, đúng không? Dạ không có. Rồi, dạ đọc tiếp câu 3 nè. Câu số 3.
Nếu ví cơn giận của người yêu là bão tố thì cấp độ lớn nhất bạn hứng chịu là bao nhiêu? Bão có nhiều mấy? Cấp độ. Gió giật cấp 5, cấp 6. Đúng rồi. Thì giờ bạn mình mà nóng giận thì thường thường cơn nóng giận nó lên cấp bao nhiêu? Cho em hỏi cấp nào là cao nhất vậy? Cấp nào cao nhất kìa? Tôi cho cấp 10 đi. Thì bạn gái em cũng cỡ đó đó. Vậy em đáp án của em là? Cấp cao nhất. Cấp cao nhất, yeah. Trời ơi. Tại vì khi bạn giận có nhiều cái cuốn phăng mọi thứ. Đúng rồi. Là không quan tâm mọi người xung quanh là ai luôn. Là chỉ lúc đó là nếu ví dụ trên xe có 4 người thì em biết bạn đang có một cái vấn đề tranh cãi gì đó. Bạn đang không quan tâm hai người kia luôn. Mặc dù hai người kia là hai người anh của mình, nhưng mà bạn không quan tâm luôn. Bạn chỉ bùng nổ với em. Dạ, không có kiểm soát vậy. Dạ đúng rồi, không kiểm soát được. Đúng rồi, cuốn phăng mọi thứ. Để còn em, bạn nghe dạ, cấp độ mấy? Em thấp nhất anh Thịnh. Tại vì giận cũng không có lớn tiếng nữa. Hai đứa chỉ ngồi xuống nhẹ nhàng nói chuyện thôi. Bảo nhẹ thôi, dạ, bảo nhẹ. Bảo nhẹ dạ. Chưa lần nào mạnh nhất hay là tại vì cái đó là cái tính rồi. Cái đó cái tính rồi. Có tính. Bảo thì em bảo thôi chứ bạn em không dám bảo. Như vậy là em là bảo nhẹ nhất. Dạ. Cấp độ nhẹ nhất. Bảo thấp. Rồi, bên đây cấp độ cao nhất, bên kia cấp nhẹ nhất. Rồi, chúng ta đã trải qua ba câu hỏi cùng với hai chàng trai. Bây giờ thì xin mời hai cô gái quay trở lại sân khấu. Hai con mèo ngoan đã quay trở lại. Mèo mèo. Hồi nãy giờ khai thác được mấy anh cũng khá khá vài cái thông tin. Và cũng hơi rất là ngạc nhiên. Em nghĩ bạn trai mình có thuộc loại là đàn ông ghen không? Dạ có. Có. Mà cái ghen của anh ấy dễ thương không hay là ghen anh ấy, của anh ấy rất là khó chịu? Ghen dễ thương. Ghen dễ thương. Dễ thương sao? Dễ thương là bạn nó chảy một giọt nước mắt là em thấy thương rồi. Chảy nước mắt luôn. Trời đất ơi. Ghen mà khóc luôn. Trời rồi. Thế còn Như Mây? Dạ. Thấy bạn trai mình có hay ghen không? Dạ có. Nhưng mà em thì rất rõ ràng trong những mối quan hệ. Dạ. Nên bạn cũng rất là tin tưởng. Rồi bây giờ mới đi vô câu hỏi số 1 chính thức. Câu hỏi số 1. Trước nhiều vệ tinh xung quanh bạn, anh ấy đã làm gì để khẳng định chủ quyền? Ủa gì vậy? Đâu có, anh hất cái tóc qua. Tôi ngồi đây nha. Không ai ăn gian lại tôi đâu, bớt ăn gian lại. Thường là anh sẽ gần gũi em lắm, nắm tay nè, ôm nè, vuốt tóc nè, rồi lấy đồ ăn cho ăn, rồi chăm sóc và đưa nước uống. Rất là nhiều thứ vậy. Rất là nhiều thứ. Chốt một cái thôi em, chốt một cái thôi. Trời ơi. Giờ chốt đi nè, hành động của anh ấy là gì? Tất cả những cái em liệt kê vừa rồi là có một cái. Dạ, anh ấy sẽ ôm em. Ôm em. Ôm đúng không? Rồi, mời đằng sau đáp án. Ôm người yêu, chính xác. Chúc mừng các bạn đã mang về cho mình 5 điểm đầu tiên. Rồi, Như Mây. Dạ, bạn sẽ ngồi gần liền. Ngồi gần bình liền. Thường là sẽ ngồi gần với cái vẻ mặt rất là vui vẻ, nhưng mà những lần đó là ngồi gần rất là sát. Kiểu mà mặt rất là căng đó chị. Như đây là chỗ tôi nha, không ai được ngồi nha, kiểu vậy đó. Có cái gì khác mà nó mạnh mẽ hơn không? Quan tâm. Cụ thể là hành động gì? Ôm. Ôm là giống bên kia, bên này ta táo bạo hơn ôm luôn. Có chốt không? Hôn. Ai biết? Cái gì mà người ta nhìn vô ta thấy là chủ quyền liền. Hôn. Chốt chưa? Dạ chốt. Chốt không? Chốt mà thấy rụt rè quá. Dạ em chốt. Rồi em mời Ân so đáp án. Chúc mừng các bạn đã mang về cho mình 5 điểm.
ôm rồi hôn rồi. Vô câu hỏi tiếp theo luôn đi cho nó nóng ha. Khi say, bạn có hành động đáng yêu nào mà người yêu thích? Hỏi Như Mây đi hay chán chú chán anh nè, tôi biết cô này. À, mỗi lần say thì có cử chỉ gì đáng yêu dành cho người yêu nè? Thì em thích nói mạnh mẽ hơn và kiểu quan tâm bạn này nhiều hơn. Quan tâm bạn này nhiều hơn. Dạ. Nhưng mà mình say mình thích làm gì với người ôm. Ôm, lại ôm nữa. Hai người này cứ ôm với hung. Cái câu thứ ba thành bảo luôn. Đúng, đúng rồi, đúng rồi. Mức độ càng cao mà, thấy không? Ngộ anh, phụ nữ mà khi say thích ôm ta. Còn nữa, ủa còn em mỗi lần em say em về em thích quýnh đạt hả? Trời ơi, ba gai ghê hồn lắm. Ba gai đúng không? Bình thường là cái gì cũng nhìn á, em mà xỉn lên là đi chỗ khác đó. Ba gai ghê lắm. Rồi, mày cho đáp án đây nè. Dạ, ôm. Ôm. Dạ. Rồi, mời Ân sao đáp án. Nhõng nhẽo. Hay nhõng nhẽo mà. Ủa sao em không thấy em nhõng nhẽo hả? Sao nhớ được anh? Say quá sao nhớ được chị? Rất là tiếc, với đáp án này thì các bạn đã không mang điểm về cho mình. Còn Nguyên, bên này cũng ăn nhậu dữ lắm á, nãy bạn trai có nói rồi. Nếu mà hỏi con này thì làm sao biết trả lời, tại vì thường là bạn em nhậu, em không có nhậu. Nhưng mà em có khi nào uống chút chút không? Em uống, em nhấp môi vậy thôi. Vậy là lành là uống đó. Mỗi lần vậy thì có làm một cái cử chỉ gì không? Rồi nó không có, nó không có. Thật sự là không có. Mời đằng sau đáp án. Chúc mừng các bạn đã mang về cho mình thêm 5 điểm. Hai câu đúng rồi đó. Rồi, mời Dạ gặp câu số 3. Câu hỏi số 3. Nếu ví cơn giận của bạn là bão tố thì cấp độ lớn nhất anh ấy hứng chịu là bao nhiêu? Em giận ảnh thì... Em đang nổi điên lên đó là cấp mấy? Không, em chả bao giờ mà nổi điên. Tại dữ lắm hết. Tại vì em mà chuẩn bị nổi điên dữ lắm là ảnh nổi điên hơn em. Ảnh nổi điên hơn em. Là em phải im. Tại vì em biết cái người đàn ông của mình á, khi mà vui vẻ thì mới nói chuyện được thôi. Còn không là anh rất là bướng, anh sẽ không có nghe đâu. Vậy em là cấp mấy? Cấp 7 ạ. Cấp 7? Wow. Chính xác, cấp 7. Chính xác là tôi nói với Dạ nha, tôi đang bàn tán với nhau. Chính xác. Cấp 7 là theo em là cao hay là thấp? Cấp 7 là trung bình, nhưng mà tại vì em nghĩ là anh biết em thích số 7 nên anh chọn số 7. Vừa vừa. Cấp 7 sao trung bình được, trên 5 làm sao là trung bình được? Không, cũng là vậy. Trung bình khá. Trung bình khá, dạ, trung bình khá. Chốt đúng không? Cấp 7. Dạ chốt. Rồi chốt. Rồi mời đánh. Mời đánh sau đáp án. Bạc rồi. Mời đánh đó. Rất là tiếc với câu hỏi số 3 này thì các bạn không trùng khớp cho nên là không có điểm. Rồi, giờ tới mày. Em nghĩ là em cấp cao nhất á. Tại sao mày nghĩ là em cao nhất? Có phan đồ trời trội. Gió giật cấp 12. Gió giật cấp 12 là đồ bay dữ lắm á. Đúng rồi. Dạ. Có luôn hả? Nó có nhiều đồ lắm, xoáy nữa. Em không có, có hành động, phim hành động. Nhưng mà cấp cao nhất. Cấp cao nhất. Mời Ân sao đáp án. Dạ. Đáp án cấp cao nhất. Nghĩa là giống như ba mẹ dưới quê vậy anh. Con cái gọi đường là phải đúng 10 giờ về nhà. Không thôi là đi la. Chúc mừng các bạn đã mang về cho mình thêm 5 điểm. Kết thúc vòng 1 thì hiện tại số điểm của cả hai đội đang ngang bằng nhau là 10 điểm.